Gần đây nghe nói hình như họ tưởng chọn Cao Bân ra ứng cử. Tại sao vậy? Nè, nói một chút cho cô biết, không được nói cho ai biết nha. Luôn có ba cô cũng không được nói đó. Ai cũng không nói. Lần trước á, tôi có nói với cô, chúng tôi còn một anh Tư mà. Thì ra em út của tôi á, bấy lâu đã âm thầm dùng email để liên lạc với ảnh. Bây giờ ảnh không phải là ở Mỹ đâu, ảnh ở Hồng Kông. Nè, vậy thì hay quá. Cuối cùng họ tưởng của cô cũng tìm được con trai về đây. Chị Năm không cần hy sinh hạnh phúc, Cao Bân thì không cần hy sinh xác thịt của ảnh. Dù sao, chức đại ca của mọi người giao cho họ tưởng giữ cũng đỡ hơn giao cho chung điên đó giữ. Thôi, nhưng mà đâu có suôn sẻ vậy. Anh Tư của tôi á, nói là không chịu gặp chúng tôi. Anh chỉ nói trong email là cái gì mà trong lòng anh rất mâu thuẫn, nào là không biết làm sao đối mặt với chúng tôi, kêu chúng tôi cho anh chút thời gian. Cô không cần lo lắng quá. Không chừng anh Tư của cô đã suy nghĩ kỹ trong mấy ngày này, chủ động tìm lại mọi người. Anh Tư của tôi á, không chỉ không giống hung thủ giết người, có thể giờ có quan hệ huyết thống với chúng tôi cho nên cũng đẹp trai lắm. Em út của tôi bấy lâu ở trao đổi email với ảnh chỉ có chữ không có hình, nhưng tôi nghĩ có lẽ anh đã gửi nhầm email cho em tôi, trong đó có hình của ảnh. Tối qua chúng ta xảy ra chuyện gì vậy? Tối qua chỉ có một mình anh nằm trên giường này thôi. Tờ này là giấy nợ tôi viết cho cô, chỉ cần sau đây bên B cầm tờ giấy này tới tìm bên A, cho dù là yêu cầu gì bên A cũng sẽ đồng ý. Nè, cô nhìn lâu như vậy, một cô biết anh Tư của tôi sao? Không biết, tôi làm sao biết ảnh được. Chờ, chẳng phải cô nói từ nay không gặp tôi nữa sao? Chuyện gì vậy? Là ba người em của anh muốn gặp anh thôi. Tôi biết anh có lý do không muốn gặp họ hàng của anh, nhưng mà có ân oán gì cũng được, cũng qua lâu rồi. Gia đình anh xảy ra chuyện lớn như vậy, không lẽ anh không quan tâm chuyện gì, không muốn lo chuyện gì hết sao? Cô à, có phải chúng ta có hiểu lầm gì không vậy? Anh đừng giả bộ nữa, Tưởng Thế Long. Với lại ngày mai tôi có một phim rất là quan trọng cần phải quay. Thật ra lúc nãy tôi đang tập diễn, tôi cảm nhận được là tờ giấy này là do anh viết cho tôi. Bên A cần phải thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của bên B. Tôi muốn anh bây giờ lập tức về nhà họ Tưởng. Được. Tôi sẽ đánh, để tôi đánh cho. Đi chỗ khác đi, chứ không tôi nổ súng đó. Không được bắt cái sao? Đi. Alo, chị Năm. Đại tiểu thư. Chị Năm, dù sao đây cũng là lãnh địa của Trung Điên, có cần kêu thêm người tới hỗ trợ không? Cần gì, bây giờ vẫn chưa xác định có phải Trung Điên bắt Thế Long hay không. Kéo hết người tới đây đòi người, người chịu thiệt sẽ là chúng ta đó. Phải đó Cherry, em và Diên Đặng cùng mọi người đợi ngoài này. Chị và cậu Sương vô trong dò hỏi Trung Điên trước. Cậu Sương, Trung Điên, bé lớn có chuyện muốn nói với anh. Vậy thì lần sau tiếp tục đi. Sao đây, ăn xong muốn đi sao? Đánh lui vòng tay trước đi. Tiếp tục. Cứu, cứu, có ai ở đây hay không vậy? Sao lại bắt tôi kia chứ? Tôi mới tới Hồng Kông thôi mà, tôi không quen biết ai ở đây cả. Có phải mọi người có nhầm lẫn gì không? Mọi người bắt lầm người rồi. Cậu Tưởng, tôi là người điều hành của Liên Dượng Thắng Tứ Liên Bang đàn em. Trung Điên, hân hạnh. Trung Điên, anh đánh từ vòng tay tới vòng bắt rồi, thật ra anh chơi tới khi nào hả? Dù sao bé lớn cũng là người điều hành tạm thời của Tứ Liên Bang, nể mặt một chút có được không? Đại tiểu thư, cố tình tới tìm tôi, có gì chiếu cố không đây? Không, kỳ hạn một tháng sắp tới rồi, nhưng tôi chưa tìm được anh Tư của tôi. Tôi muốn anh Trung Điên đây nể mặt tôi, quản lại một tháng mới chọn đại ca. Anh Tư của mấy người bị ném ra nước ngoài mấy chục năm rồi, không tìm được có gì lạ chứ, không chừng chết luôn rồi. Họ Tưởng các người có Tứ Liên Bang là tài sản cá nhân hay sao? Chuyện này chúng tôi không nhường nữa. Tôi không tin một người chết có thể thắng được tôi đâu. Đã được không? Tôi không phải là Tưởng Thế Long. Đó, còn giả bộ nữa. Nếu anh thật sự không phải là Tưởng Thế Long. Thật sự không phải là Tưởng Thế Long mà. Không phải thật sao? Không phải thật mà. Thôi, vậy thì coi như anh không may rồi. Làm việc.
Các người tưới cái gì lên người của tôi vậy? Dầu hôi hả? Sao lại tưới dầu hôi lên người của tôi? Tôi tới đây chỉ có một mục đích. Nếu anh không sợ tôi tìm anh Tư về ứng cử chức đại ca, anh cứ cho tôi thêm một tháng đi. Nói cho cô biết, Tưởng Thế Long cũng được, Cao Bân cũng được, con heo con chó cũng được, cô kêu ai bước ra ứng cử tôi cũng thắng chắc. Nhưng nói một tháng thì là một tháng, không được trễ một ngày nào, một tiếng cũng không được trễ. Lên xe, mọi người có thể về. Sao hả chị Năm? Có phải Trung Điên đã bắt anh Tư của mọi người không? Chắc chắn không phải hắn. Lúc tôi làm cảnh sát, giỏi nhất là coi tội phạm có nói dối hay không. Có người của Trung Điên cái gì cũng lộ ra mặt. Nếu hắn coi làm, chắc chắn sẽ chịu không nổi khai ra hết. Không liên quan đến hắn. Vậy thì ai làm? Lấy hộp quẹt ra đây. Các người thờ quan nhị ca kia mà. Quan nhị ca trọng nghĩa khí nhất. Các người tàn sát người vô cớ. Các người làm sao ăn nói với ngài hả? Các người không được làm bậy. Tôi xin các người đó, tôi xin các người không được làm bậy mà. Đừng có làm bậy, tôi thật sự không phải là Tưởng Thế Long. Bây giờ tôi đi trước. Đợi tôi đi rồi 3 phút sau hai người mới châm lửa nè. Nhớ đó, đợi hắn tan thành tro bụi rồi mới rượt đi. Nhớ đó nha. Hả? Tôi thật sự không phải là Tưởng Thế Long. Các người tha cho tôi đi mà. Các người tha cho tôi đi. Hơ, anh lại. Lập tức thả cô Tưởng ra. Dám phá kế hoạch của anh Trung Điên. Đi chết đi. Chết đi. Chết đi! Cứu tôi! Cứu! Cứu tôi vậy? Tôi không phải Tưởng Thế Long. Sao vậy? Tôi không phải Tưởng Thế Long. Tôi không phải là Tưởng Thế Long kia mà. Tôi là người của ba cậu. Tôi là người của ba cậu Tưởng Vinh Bang nè. Anh là tên biến thái ở trường quay. Anh nhìn lầm người rồi. Nhìn lầm người rồi. Nhìn kỹ. Tôi nhận được tin Trung Điên đòi lấy mạng của anh. Tôi tới đây để cứu anh. Tôi tên là Cao Bân. Thôi đừng nói nhiều nữa. Mau đi đi được không? Được được. Nè, mau được. Nè. Ê, sao lúc nãy anh nói anh ngất xỉu mà? Tôi sợ không biết Trung Điên với cái gì trong miệng của tôi thôi. Tôi nghĩ là hắn cũng chỉ sơ ý thôi. Giá nhuộm lệ thăng. Anh thấy thế nào? Mũi đau lắm hả? Không phải là đau, mà là anh nặng quá. Anh Cao à, anh thấy sao rồi? Có cần đưa anh tới bệnh viện trước hay không hả? Không cần đâu. Tới bệnh viện càng rắc rối hơn. Tôi chịu vài nhát không sao đâu. Quan trọng là cậu Tư không có gì. Tôi không phải là người mà mấy người nói. Tôi không phải là Tưởng Thế Long. Tôi tên là Tưởng Thế Long chứ gì. Bây giờ Trung Điên biết anh là Tưởng Thế Long rồi, cho nên hắn đã ra lệnh truy sát giang hồ để anh không còn mạng giành làm đại ca. Sao lại như vậy chứ? Đám cảnh sát đã như vậy, ban hội của các người cũng vậy, không chịu nói phải trái gì hết. Cậu Tư, nếu như cậu muốn giữ lại mạng sống thì mua vé máy bay đi càng xa càng tốt. Còn nghĩ cái gì nữa? Bây giờ cậu lập tức lái xe tới đằng kia, quẹo cua chạy đằng kia là tới đường lớn. Cậu giãy tay có taxi ngay. Vậy còn anh? Lát nữa lính của tôi sẽ tới đón tôi. Hãy nhớ lời tôi nói, rời khỏi Hồng Kông. Nhìn cũng nhớ bảo trọng đó. Có duyên sẽ gặp lại. Alo, Madame Cú. Phải, tôi là Trương Tế Luân đi. Được, anh đợi tôi. Bây giờ tôi lập tức tới ngay. Tất cả nghe rõ đây. Hành động của anh dở dã, lập tức bắt đầu. Bắt đầu. Madame ơi,
Không phải giúp tôi được không? Lúc nãy có một người tên là Tưởng Thế Long. Không phải. Lúc nãy có đàn em của Trung Điên, hắn tưởng tôi là Tưởng Thế Long. Được. Anh bình tĩnh lại. Ok. Nè, anh qua đây ngồi xuống mới nói. Ok. Cảm ơn. Tôi rót nước cho anh uống. Ok, cô tốt lắm. Sao đó cô có biết không, cảm giác lúc nãy y như đóng phim vậy. Thật sự y như trong phim vậy. Đám người đó, lúc tôi vừa bước ra khỏi khách sạn có mấy người ào tới lấy cái túi trùm lên đầu của tôi. Tôi hoảng sợ vô cùng. Sau đó tôi chỉ nghe thấy thôi. Hắn nói với tôi là, hắn nói hắn là Tứ Liên Bang gì đó, là đàn em của Trung Điên gì đó. Những gì mà họ nói giống y như là tiếng Đài Sơn vậy. Phải, tôi không thể nào nè, hiểu được. Nè, khoan sợ đã. Ok. Uống ly rượu trấn tĩnh lại cảm đi. Cảm ơn rất nhiều. Tôi cảm thấy tên Trung Điên đó không dễ gì buông tha tôi. Nhưng mà phim của tôi vẫn chưa quay xong. Bây giờ tôi lại chưa thể về Mỹ được. Trong phim đó anh không phải là nhân vật chính, chỉ là vai quần chúng thôi. Thật ra anh đi cũng không có ảnh hưởng gì tới bộ phim. Cho dù tôi không phải là nhân vật chính cũng được. Tôi đã hứa phải quay xong bộ phim tôi mới đi kia mà. Cho nên hôm nay tôi cố tình tới đây để tìm Madame, là hy vọng cô có thể cho người bảo vệ tôi suốt ngày để tôi có thể đóng phim. Vậy sao? Anh cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ kỹ trước đã. Ok, cảm ơn. Ok. Cái gì vậy? Nè, Madame à, sao cô cộng tay tôi lại vậy? Chẳng phải hôm qua chúng ta đang uống rượu ở hội quán hay sao? Sao bây giờ tôi ở bệnh viện vậy? Anh đừng nôn nóng. Tôi mở phim cho anh coi, anh sẽ hiểu ngay. Tối qua tôi và anh đều uống rượu say. Tôi cũng đã hứa với anh sẽ đề nghị cấp trên cho người bảo vệ anh. Sau khi anh nghe xong thì anh tự mình bỏ đi ra ngoài. Sau đó anh lại gặp một cảnh sát mặc sắc phục. Sếp nhìn thấy anh uống say như vậy nên định kiểm tra giấy chứng minh của anh, chứ không hiểu tại sao anh và anh ta cãi nhau. Sau đó thì... Sao lại vậy? Tôi không nhớ gì hết. Bây giờ cảnh sát nói sao rồi? Vì cảnh sát bị anh đánh bị thương, đã làm xong phẫu thuật. Tôi đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cũng không biết chừng nào mới tỉnh lại. Bây giờ anh ta vẫn còn nằm trong phòng săn sóc đặc biệt. Sao tôi hoàn toàn không nhớ tôi uống nhiều rượu kia chứ? Tôi đã tẩm thuốc trong ly rượu của Trương Tế Luân, tác dụng chỉ có 5 tiếng đồng hồ. Tôi nhất định phải quay được cảnh này trong khoảng thời gian đó. Hai người chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Đợi tao chút đi, mà đã bấm máy rồi. Nè, giật súng đi, đưa cho luôn nè. Nè. Nè, sao không té xuống đi? Tốt, cứ như vậy đi, dọn dẹp. Dẹp mà làm. Chị Trân, tình trạng của anh Quang sao rồi? Bác sĩ nói là thần não của anh Quang đã tử vong. Cho dù giữ được mạng sống thì cũng biến thành người thực vật. Chuyện này không xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Anh tới đây xin lỗi cũng không giúp được gì. Nhưng mà nếu có người có thể giúp sếp Trần hoàn thành tâm nguyện, vậy thì hay lắm. Nếu sếp Trần có tâm nguyện gì, nếu như giúp được tôi nhất định sẽ giúp mà. Chuyện rất nguy hiểm thì sao? Nguy hiểm mấy tôi cũng sẽ làm. Nè anh nói đó nha, thật ra sếp Trần có một tâm nguyện. Anh xin phép cấp trên rất lâu, vừa mới ký giấy cho ảnh bắt đầu từ tuần sau có thể làm nội gián thâm nhập vào Tứ Liên Bang. Lại là Tứ Liên Bang? Phải. Chỉ cần anh chịu nhận lời giúp cảnh sát, giả làm Tưởng Thế Long, thâm nhập Tứ Liên Bang làm nội gián, tôi nghĩ cho dù sếp Trần đang hôn mê cũng nhất định tha thứ cho anh. Nếu anh chịu đồng ý, tôi sẽ nói với Nhất Ca giùm anh, kêu ổng xin phép trưởng đặc khu miễn tội tấn công cảnh sát của anh. Một cơ hội vừa có thể không cần ở tù, lại có thể chuộc tội, không phải lúc nào cũng có đâu. Anh suy nghĩ đi. Tôi xin lỗi, tại tôi làm anh không thể hoàn thành tâm nguyện của anh được. Để tôi thay anh hoàn thành tâm nguyện này giùm anh vậy.